Thanh Trúc với Ngôn đi trên đường á thì thấy một cái ông lão á cả nhà, thì đang bồng một cái đứa nhỏ nè, mà nhưng mà ông thì thấy tay chân ông run dữ lắm nha cả nhà. Hiện tại á thì như thế nào, và để mấy anh em lại hỏi rõ coi con ông lão sao mà ông ngồi đây nghe uống cái gì. Ông ơi, ông ngồi đây làm gì vậy ông? Xin tiền hả? Ừ. Sao mà cái tay ông run dữ hả? Đói. Đói. Chàng ơi, chàng đói hả ông? Sáng giờ không ăn gì hả ông? Dạ không có ăn gì hết. Ông, cái đứa nhỏ này con của ông hả? Cháu nội. Cháu nội. Dạ. Cháu nội rồi sao không để nhà đi mà bồng theo chàng? Mẹ nó bỏ đi rồi. Mẹ bỏ đi. Chàng ơi, chàng. Rồi bỏ đi rồi. Mẹ thì đã đành rồi, còn cha đâu? Cha nó. Trời ơi, ông khóc luôn kìa cả nhà. Tại sao mà ông khóc không? Ôi ơi. Mệt chú ơi. Mệt phải không? Chuyện ơi, chuyện ông năm nay là bao nhiêu rồi ông? Dạ, tết này 70 rồi. 70 tuổi rồi. Mà phải ngồi giữa trưa nắng như vậy để xin từng ngàn hả ông? Dạ. Rồi sáng giờ ông ăn uống gì chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Con thấy ông yếu lắm rồi kìa. Kìa coi đứa nhỏ kìa. Nó gì kìa ông? Ông cho đứng đi ông. Ông bẻ cái nón lên đi ông. Ông năm nay 70. Dạ. Mà mẹ bé là ông nói là bỏ đi đi đâu không? Đi lấy cặp khác rồi. Rồi giao lại cho ông đó hả? Lâu chưa? Dạ. Giao cái đứa cho mười mấy tháng rồi. Mười mấy tháng hả? Dạ. Rồi ông ngồi ở đây là để làm gì không? Ngồi đây để xin cô bác chỉ định kiếm tiền mua sữa, mua thuốc uống. Trời ơi. Kiếm tiền mua sữa cho cháu ông hả? Dạ. Con ông nhiều không ông? Dạ có hai thằng trai và hai đứa gái, có chồng ở xa lắm, ở Phú Yên mới à. Ông ở đây ông nói cho thiệt nha, tại vì mấy anh em con đưa cái video này lên, con ông sẽ xem được nha. Tại vì nếu mà một cái người cha của mình mà tại sao mà ngồi xin ở đây, con của ông mà xem được là cái vụ điện mấy anh em con. À, ông phải nói cho chính xác nha ông. Nó có chồng ở Phú Yên, huyện Tuy Hòa. Còn xa quá. Bốn người con mà không. Phú Bạc, con nhỏ thứ hai. Ừ. Còn nhỏ thứ ba có chồng ở Phú Quốc, làm ở hồ ở bên Phú Quốc, ở Dương Đông á. Dạ. Có hai đứa gái. Ông ơi, giờ cho con hỏi gì nè. Giờ ông có bốn người con ha. Dạ. Cũng đi làm xa hết phải không? Dạ. Mà ông ngồi ở đây là ông sinh lâu chưa? Mới có mấy sữa chú ơi, giờ làm rìu không có tiền. Ông cứ thả cháu nó ra. Thả đi. Con thấy ông ôm nó ra. Nào giờ ông đi chơi. Hồi nào vòng. Đi chỗ rồi bị bắt đi chỗ. Bị kinh dịch á. Dạ. Không có tiền mà đắp vô. Như vậy là ngày thường là ông bán giấy số. Dạ. Nhưng mà mấy bữa nay là ông bị người ta dịch giấy số. Dạ. Cho nên là bây giờ không còn tiền nữa, bây giờ hai ông cháu phải đi xin tiền. Dạ, xin tiền. Thôi ơi cơ bả nè quý vị. Thôi ơi cơ bả nè, cơ bả nè. Con để ý ông giống như ông là xuống cái hùng xuống cái. Cũng nhiều lắm. Lại lại ông. Tối ngày sao ông? Dạ tối. Tối. Tối hả? Không có ăn, chán không có ăn. Bây giờ nè, bây giờ một chút xíu nữa mấy anh em con trò chuyện rồi dẫn ông đi ăn cơm ông chịu không? Dạ thôi đi chú. Không nước lo. Bây giờ lại đằng quán con trụng mì cho ông nha. Sao sao vậy? Đi lại quán đi, con mua cho ông ổn mì nè. Thôi đi ông ơi. Ăn đỡ đi, với mua ly sữa cho cháu nó uống. Đi 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 ông ơi. Đi ông ơi. Đi, đi. Ở đây nắng lắm ông ơi. Ở đây nắng lắm. Ông ăn tương hả? Như vậy là ổn mì không ha? Dạ. Ổn mì không thì ơi. Được ha? Dạ. Đi ông ơi. Ở đây nắng quá thư viện vậy. Rồi hai ông cháu không kiếm góc nào mát ngồi mà ngồi ngoài nắng vậy?
Thôi giờ đi ông ơi, lại làm quán không ạ? Ông mà đi vì cái đứa nhỏ này nó nắng tội nghiệp nó không? Hồi sáng giờ xin được nhiêu rồi? Ít dữ à chàng. Đi muốn không nổi luôn kìa quý vị khán giả ơi. Chàng ông lão đi hết nổi luôn. Rồi, cứ ăn đi ông cứ ăn đi, ăn xong đi rồi mấy anh em con hỏi thăm ông. Ông ăn chay trường hả ông? Dạ. Dạ. Đàn ơi ăn chay trường. Bà chủ ơi. Làm cho em một chai nước suối với cái tẩy á, cho ông ăn bánh mì nè. Trời ơi chàng, rồi sao mà ông có 10.000 đó sao ông không mua bánh mì ông ăn đỡ á? Để ông mua sữa là sao? Chàng ơi, đứt cuộc quá. Không dám dùng luôn để dành mua sữa cho cháu hả ông? Dạ. Nhưng mà ông thì lớn tuổi rồi, sức yếu quá không? Sao ông không giữ gìn sức khỏe mới có sức khỏe để lo cho cháu mình không? Thì không có ai giữ được hết á. Công nền tôi à. Trời, ông cảm động, ông khóc ngủ gì? Nhìn ông ăn ổ bánh mì mà thật sự mà nói với sư diễn dạ, nhìn mình thấy mình chua xót luôn đó quý vị dạ. Một người cha đến tuổi xế chiều rồi mà có rất là nhiều người con luôn, nhưng mà bây giờ phải sống trong cái cảnh như vậy nè quý vị khán giả. Ăn nước mắt như chan cơm gì đó cả nhà. Ông ơi, ông suy nghĩ về cái điều gì mà ông ăn bánh mì vừa ăn mà vừa khóc không? Thấy cái tâm thân mình là từ nào mình nó không có làm giàu cũng bằng cảnh này rồi nó chú. Dạ. Bây giờ mình thấy làm giàu cũng bằng cảnh này. Bằng cảnh nào chú? Bằng cảnh nó khó khăn bây giờ. Phải đi sinh đó hả? Ở cháu thì ông dùng miếng nước suối đi ông, để không cho nó dễ xuống không? Có cha chứ không có mẹ. Thử ra mình thấy khổ mà cháu mình khổ nữa. Cháu là được là mấy tuổi rồi không? Dạ, nó được từ năm 8 hồi bữa rồi. Dạ, thôi ông dùng tự nhiên đi ông dùng tự nhiên đi. Rồi sáng giờ cháu nó có uống sữa chưa ông? Dạ uống rồi, mới cho uống hồi nãy giờ khoảng tí. Nội mà nuôi cháu nội gì nè quý vị dạ. Con thấy ông hình như mệt quá, ông ăn không nổi luôn hay sao? Dạ, mệt chứ chú ơi. Rồi ngày thường ông không có tiền như vậy đó, rồi ông ăn cơm như thế nào? Ăn thì ăn uống ớt ha. Ăn cơm với muối ớt không? Dạ, đâm muối ớt ra rồi hái rau rồi có chấp ăn hả? Bữa nào có tiền thì mua hộ. Còn không có tiền thì đâm muối ớt ăn. Tiền ơi, chứ mình nghèo mà đâu có keo chua với ai được mấy chú. Nhưng mà ông ăn cơm với muối ớt như vậy á, rồi làm sao mà ông có đủ sức khỏe để vượt qua những cái ngày tháng mà còn lo cho cháu mình nữa không? Thì tôi cũng nói thiệt với mấy chú, mình ăn để mà sống. Đó là mình nuôi cháu mình chứ không phải mình ăn để no. Dạ. Ăn để sống mà mình có một cái sức khỏe, mặc dầu nó không sức khỏe, mình ăn để mà sống chứ không phải ăn để no. Mà ăn cái đó thì nó thơm, không có chất đạm chất gì hết, không có chất, không có nó thuốc men, nó là cá mắm gì đó, có thuốc men chứ còn đó. Ông cho con hỏi thăm nè, sao ông khó khăn như vậy á, sao ông không gọi điện về cho những người con mình để mà nhờ sự trợ giúp á? Vì nó cũng nghèo, nó cũng khổ quá chú. Con ông cũng nghèo khổ. Dạ, nó cũng nghèo khổ, đi làm thuê làm mướn rồi có cháu rồi nữa, có con rồi nó không đủ lo cho con nữa, mà nó có đâu mà nó lo cho tới mình. Dạ. Cũng biết có con thì phải nhờ con. Cho nên là ông nuốt nước mắt vào trong.
rồi ông tự tự thân mình vươn lên mỗi ngày hiểu không ha? Dạ. Thì trong thời nào thì đến thời đó thôi, chứ bây giờ nếu mà mình điện cho nó thì nhiều khi nó có rồi nó gửi cho mình, rồi nó không có rồi nó chạy. Ông ấy bây giờ như vậy thì để con kêu cho ông ly sữa nha. Thôi giờ thôi được rồi. Sao con thấy ông còn vung quá kìa? À, tôi có lúc mà tôi cũng vung dữ lắm, nó cũng khỏi khó tôi cũng vung đó. Vì vậy tôi hai cái tay của tôi á nó bị tắc nghẽn tĩnh mạch hai bên đây hết. Dạ. Giờ khi mà cầm đũa ăn cơm á thì gấp đồ ăn thì nó rớt ra ngoài luôn. Dạ, thật sự mà nói cái lúc nãy mấy anh em chạy xe ngang á, thấy cảnh hai em cháu ngồi á, thật sự mà nói con nói là trong lòng con nói là không có cái khổ nào mà vui cái cảnh mà của ông với cháu ông ngồi hết. Tôi nói thiệt với chú, tôi là Tết này là 70 rồi, chưa có lần nào mà như cái lần này. Trước bây giờ là không có nằm vào cái hoàn cảnh này, mà bây giờ không phải nằm vào cái hoàn cảnh. Trong khi đó thì ngày Tết sắp đến, bà con thì họ tất bật vô ngày Tết. Còn ông thì lại tất bật gì bữa cơm. Ông ơi, cho con hỏi á, thì ông ngồi mà ngay chỗ cái chốt cầu đó đó, ngay đầu cầu đó đó, ông xin như vậy rồi, thí dụ đó là ông làm lâu chưa? Dạ, mới 2-3 bữa gài thôi chú ơi. Mà mấy bữa trước thì gài ngày 40, mà bữa nay hồi sáng bây giờ chỉ được có 10.000 bạc. Mà con thấy ông mà vừa ngồi mà ôm cháu á, hung quá. Là cái đó là ông đói quá hay là sao? Không, chú ơi, không có tiền. Tiền có 10.000 đó, có trăm ăn. Dạ. Để rằng mà mua sữa cho cháu. Dạ. Đâu có trăm ăn, nếu mà ăn thì nữa cháu nó đói rồi, lấy sữa đâu mà cho nó uống. Không, cực khổ lắm. Sao ông không mà kiếm cái công việc gì, ví dụ nhẹ nhẹ nè, bán vé số được coi ông? Dạ, tôi muốn là cảm có mới rồi. Nên sử dụng số. Còn dạ. Hết chốt rồi, họ không còn chốt nữa, họ thử ra đầu nữa. Tiêm sinh nữa. Tiêm tiền, rửa cho cháu. Chứ mua thuốc rồi đâu. Không cho con hỏi á. Không có còn thuốc để trả lại cho người ta. Không biết ông suy nghĩ như thế nào mà mình tới cái mức đường mà mình đi bồng cháu của mình đi ra ngoài đường để xin. Bây giờ tôi không biết như thế nào mà nó từ bây giờ mất phần cùng rồi. Bây giờ tính cô bác nào giúp được cho mình, giúp được bấy nhiêu là nên bấy nhiêu. Chứ bây giờ mình đâu có không trước được, bởi vì đồng tiền không tốn cái kim mà của người ta. Dạ. Người ta cho mình thì lúc đó mới là mình nắm trong tay, mới là gọi là tiền của mình. Mà bây giờ tôi chưa có cái mặt thù nào. Cái ngày hôm nay là tôi 70 tuổi rồi, tôi lâm vào hoàn cảnh là năm cháu hai cháu. Rồi không biết cho con hỏi cái lúc trước ông thì ông có khá giả gì không? Dạ lúc trước thì cũng làm đủ ăn đủ sống thôi, dạ. Không có khá giả gì, em chú ơi cũng gia đình nghèo mà. Dạ, thôi. Đi làm thuê làm mướn. Không, ông đi xin như vậy đó, ngày đầu ông có ngại không? Cũng ngại lắm chứ, mà ngại hả? Khi mà gặp cô bác mà ở chốn mình, người ta có nói gì không? Không, bạn bè mình trước đó. Dạ sao không? Tránh né là bạn bè cô bác rồi gặp quen rồi đâu dám cho người ta thấy mặt. Rồi ông mà đi xin gì đó gặp mấy cái người quen à, ông làm như thế nào không? Né hay sao? Phải tránh mặt trốn chứ không cho người ta gặp mặt. Khổ lắm. Vậy thôi ông, nếu mà ông sinh đã khó khăn như vậy á thì mình kiếm cái cách nào coi con cái của mình á nó có phụ giúp cho mình không? Không thì con mình á thì nó đã có chồng rồi, nó ra đi nó có chồng rồi thì nó cũng phải lo cho chồng cho con nó, thứ hai nữa là gia đình nó cũng nghèo khổ, nó cũng không có giúp được cho mình là cái gì hết. Dạ. Chứ phải là nó có giúp được cho mình thì mình cũng đâu có nên đi xin gì mà để cho con của mình nó buồn mình đó, nó buồn phiền mà nó ăn nó ngủ không được nữa.
cha mình hồi nào giờ mà có đàn đó giờ cha mình phải lập vợ và cắt đó thì mình nhớ mình nói cho nó gì có mãi nó là nữa đó. Còn nếu mà mình trường hợp mà mình điện á cho nó hay á là mình nhắn tin nó là gửi thơ gì rồi thì gặp mọi giáo đạo nó một thận là có gì đó cũng phải lo con ra cho mẹ dạ có tiền nó mới lo được chứ nó không có tiền mà tiền đâu nó lo rồi nó chạy tiền ra ông bà hậu. Thứ hai á là cái đứa nhỏ đây ông đi mà bồng cháu theo á thì nó nắng dạ. nó nắng tội nghiệp cháu dữ lắm không dạ. Ông có cái cách nào mà mình để cháu ở nhà cho ai chăm coi ai coi cháu coi tại vì cháu gái nè nó đi nắng con thấy nó tội quá ông ơi thì nó cũng phải chứ không dạ. Có ai mà làm ông làm bè mà rài con cháu mà nó bán từng tấm như số lên chú ơi dạ. Cái gì cái hoàn cảnh nó của tôi bây giờ là đi xin luôn kìa rồi thì phải đi xin còn mẹ thì không có bắt buộc phải đem theo ngoài ra thì ở nhà là không có ai giữ chỉ là có một mình nó thôi đó dạ. Là đứa cháu nội mình duy nhất lần đầu của tôi dạ và tôi nuôi nó là từ hồi lâu rồi lọt lòng mẹ tới bây giờ là ai ai không ai không tôi chính bàn tay tôi nuôi đứa cháu hả dạ tôi nuôi cháu tôi là khi lọt lòng luôn ông cho con hỏi ông thì ông có thể kể về lại cái câu chuyện mà con dâu của ông vì sao mà bỏ cái đứa cháu lại đi lấy chồng khác cho ông nuôi không à, cái thời điểm đó như thế nào không thì chú nói chú hỏi thì tôi không biết sao mà tôi trả lời cái gì mình với đó thì cũng không có cái lúc đầu không à, giao con lại cho giao cháu lại cho ông nè có thì nói với ông tiếng gì không nó bỏ rồi nó bỏ bên mẹ ruột của nó à. Là bên mẹ nó dạ. Chứ không phải là giao cho tôi cái gì đó là nó về bên mẹ nó với cha nó với mẹ nó về vợ cha nó đi làm mướn mẹ nó ở nhà cuối cùng cũng về đó mà nó cũng được cả tháng rồi mẹ nó bỏ đi đó bỏ con bỏ chồng luôn rồi để cha nó về vợ đi rồi đâu có nhà nữa thì cũng ráng ở đợi cả đợt để tôi có đi đâu hay là đi mình cái gì không đặng mà vợ chồng mà gắn liền mà làm ăn với nhau mà cuối cùng rồi mà không được nổi luôn rồi đó là tiền bạc mà mày dùng được mấy triệu bạc phải bấm triệu thì nó cũng lấy luôn rồi hai cái điện thoại nó cũng lấy luôn là con dâu của ông hả con dâu của tôi con đó. Dâu của ông là lấy bao nhiêu tiền không lấy là 7 mấy gần 8 triệu trời ơi đó. Rồi cái điện thoại không rồi lấy hai cái điện thoại đi luôn à nó cũng không có điện gì à rồi nó buồn đó ông cho con hỏi nè ông à cái này á à, cái con dâu của ông á lấy tiền đi và lấy điện thoại đi thì ông á phải nói cho chính xác tại vì con đăng video này lên dạ. Là con dâu của ông sẽ xem được dạ. Và bên xuôi của ông cũng sẽ xem được tại vì nếu mình nói cho nó chính xác để thôi nó quan chị tội nghiệp không, với ông tôi dứt khoát tôi em tư con lạc một cái lời nói là một cái chậu máu nha chú dạ mình không có phao phản được một dạ. Thì mình nói một hai mình nói hai chứ không có phao phản con dâu vì đó là cái thực tế rõ ràng trong cái 7 triệu mấy đó thì chính là anh chui tôi điện về cho tôi nói là nó dành dụm hai vợ chồng nó dành dụm được còn có mấy trăm nữa là 8 triệu thì trong vòng một tuần lễ thì nó đi nó lấy hết đó đó là lời anh chui tôi nói cho tôi hay là nó mạnh nó sẽ vô con heo là gần 8 triệu rồi còn có mấy trăm nữa à chết tôi rồi tôi không có ở bển mà tôi biết đó cứ là anh tôi cho tôi biết thôi mà thực tế là như vậy chứ tôi không có hao thả con dâu tôi dạ yeah. Rồi ông rồi con dâu đi đã không lo được cho con mình đã đành yeah. Gom tiền hết luôn không gom hết luôn rồi mấy cái điện thoại không rồi lấy hai cái điện thoại luôn một cái Apple với một cái cái thầm chung là hai cái đó là đâu cũng 6-7 triệu chị ơi không? Một cái ông nói chung là ba chồng thì như vậy thì thôi không lo được thì thôi mà còn ôm tiền đi ông lão
cho con hỏi á, thì rồi bỏ như vậy đó, rồi ông chính ông đi qua bắt cháu về hay là sao, có ai cho hay ông cởi cho cái con này á, là tôi không có bắt mà nhưng ông ngoại nó bệnh không có chịu nuôi cháu. Rồi ông ngoại cũng không nuôi luôn, ông ngoại bà ngoại không ai nuôi hết. Lý do là sao ông? Tôi cũng không biết. Rồi mấy kêu là rể là cha nó hơi ẩm gì cho anh Thương thì tôi nuôi đi chứ tao nuôi không có được đó. Rồi thằng con tôi là nó mới điện gì cho tôi dạ. Nó nói cha bây giờ ông sợ là sợ con nghĩ đó không có nuôi con Quyền Trân nuôi không nổi đó. Bây giờ kêu con phải ẩm gì bên đây cho cha gì cha Mỹ thì sao. Tôi mới trả lời với thằng con tôi nói thôi bây giờ phải không lo thì con ẩm gì đi chứ giờ biết sao giờ giá nào cha cũng lo cho cháu. Nó không lẽ thì đời cha đi bỏ cháu của mình đó. Thì bắt đầu là đi về tới giờ là tôi nuôi là mới cặp đầu ông thì năm nay cũng ngoài 60-70 rồi thì ông làm cái gì ông nuôi cái đứa bé đó ông, đứa bé này à, tôi đi bán cái chỗ bán 4 bữa 3 bữa. Sao hồi nãy ông nó bán cái số mà sao con thấy ông ngồi trên cầu ông xin tiền là sao? Bán cửa cài mà nó giữ hết cái số rồi bị giật không? Bị giật rồi thâm vốn luôn. Thâm vốn là mình xài cái phương án ở đâu mà bị thâm vốn? Mua thuốc cho tôi á, cho ông được ha. Dạ, tôi mua hàng ngày thử ra 3-4 ngày giá chín mấy thâm vốn mà đâu có còn nữa mà ông lấy số mà bán. Ông ơi, rồi cho con hỏi á, như ba bé thì ông hồi sớm nói thì cho con hỏi lại nhau dạ. Cha bé vì sao mà cũng bỏ bé luôn? Cha của bé đứa bé này không dạ. Phải là bỏ nhưng tại vì đi làm ở thành phố chú dạ. Để kiếm tiền thì lo cho con chứ không phải là bỏ con. Có lâu lâu có gửi cho ông không? Dạ đó, hồi lúc mà nó mần ở đây á thì nó mần có tiền rồi thì nó cũng sửa rồi mã cháo nó đem gì rồi 3-4 tấn luôn rồi đi xa. Rồi cuối cùng như vậy đó thì ở đây mà nó không có cái đồng tiền một khu không có bằng 1 ngày 2 ngày thì nghỉ cả tuần lễ 10 ngày mới có bằng một thành nữa. Thành nữ ra nó mới nhờ người ta ở thành phố đi mần ở ngoài giới thiệu cho nó ra ngoài. Nó ra ngoài thì nó bằng từ hôm đó nay á ít ra là nó tháng mấy rồi. Có gửi tiền về cho ông không? Dạ, nó không có gửi, nó đòi gửi mà tôi không có cho. Đòi gửi mà ông không cho hả? Dạ. Là lý do là sao ông khổ mà? Gần Tết rồi. Ông, rồi không biết á, rồi như vậy đó, thì con thì cũng đã đành, con trai ông rồi, dạ. Rồi không biết con dâu có gọi điện về không? Dạ không. Mười mấy tháng rồi là không có điện thoại điện gì hết tin tức. Không lẽ bây giờ con hỏi thiệt ông nghe dạ. Là cái này là cháu ngoại ông thôi, cháu nội ông thôi, ông dạ. Có thương cháu không? Thương cháu nếu thương ha. Rồi tôi đâu có ổng đi như vậy. Rồi không biết là tình mẹ là tình cao cả theo con được dạ. Biết á, mà nhưng mà sao con của mình mà không điện? Cái đó tôi không biết sao nói. Kể cả ông ngoại bà ngoại luôn cũng không tiện hỏi thăm luôn. Bên ngoại luôn hai bên mình có giận hờn không? Không có giận hờn mà không có xích mích cái gì hết thì vẫn vui vẻ như thường. Con dâu của chú thí dụ là thường đi về á là có đối xử với chú hiền và này kia được không? Con dâu tôi thì nó không có hiền. Không hiền á, nó dữ lắm. Mà nhưng mà tại sao mà đã không thương con của chú thì đã đành gom tiền hết luôn hả? Gom hết luôn. Cái bằng được cái số tiền đó là do nơi anh tôi cho biết là nó mà được 8 triệu rồi. Đó, cái tôi bên này tôi đâu có biết đâu. Nếu như vậy đã đi theo người khác đó, thì chú thì cũng phải biết chứ. Tôi không biết luôn. Không có liên lạc gì con gái không, luôn, không dâu. Chỉ là bên ông tôi biết thôi chứ ngoài ra là tôi không có biết gì. Ở bên đó thường là có gọi điện là hỏi thăm cháu ngoại mình không? Không có hỏi thăm luôn. Chàng ơi,
con không có tin được á. Rồi nếu mà sau này mà nếu chú nói vậy thì người ta anh chú thì chú mà coi được cái clip này đó. À chú nè, cho con hỏi nói gì? Bây giờ chú có lời nào gửi đến cái người cái con dâu của chú không? Không. Dứt khoát là chú không có một nói cái lời nào. Không, chẳng hạn ở đây những cái lời chú. Chú cho con hỏi á, thì trong khi á mà bên mẹ ruột của con dâu của, cho hay là nói là dẫn người tình khác về à? Cái đó là bà nội. Cái đó là cho chú hay hay sao? Ủa cho ông hay hay sao? Cho thằng cháu rể hay, bà nội vợ. Rồi chắc đó ông hay chưa? Dạ hay luôn. Bởi vì khi điện qua là tôi ngồi kế bên luôn à. Thấy hình luôn. Bà mình mới điện qua bà nội cũng già rồi. Vậy là phía bên ngoại á là có sự tính toán không? Không. Có bên ngoại nó có sự tính toán. Sự tính toán như thế nào không? Theo được thì ông suy nghĩ á. Tính toán mà để thôi chồng đó. Là thôi con trai của ông ha. Thôi thằng trai tôi đó thì mới đầu tiên thì nói là không biết. Rồi cuối cùng như vậy đó, một tuần lễ thì con dâu nó đi một tuần lễ thì nó dắt cái người tình khác về tại gia đình. Mà cái đó là thằng con tôi nó ở bên đây nó đâu có biết ở bển là như thế nào. Rồi bà già ruột của ông tôi á, bà nội vợ của con tôi đó, bà mới điện qua bà nói Huy ơi, con vợ của mày á nó dắt cái thằng chồng mới cái gì này. Rồi kể cả là cô út của nó luôn là ông nói là cho nên là cái sự bên ngoại á tính toán. Dạ. Sao ông rồi còn cái đứa cháu này nè là ở bên kia là không chịu nuôi cháu ruột của cái này là có phải là cháu ruột không? Cháu ngoại lúc nào cũng phải cháu ruột hả ta? Dạ, thì nội ngoại gì cũng là ruột. Dạ. Nhưng không nuôi luôn. Rồi kêu thằng con nuôi ẩm về bên đây đi. Rồi ở bên ngoại á, xem được cái video mà ông bồng cháu đi xin như vậy nè. Dạ. Rồi bên đó, thí dụ bên đó người ta nói rồi ông trả lời sao? Tôi không nghĩ gì hết. Giữa tôi ra bên tôi không có cái gì mà để kín mít, mà tôi nói để một ngày nào đó ông chui và chui tôi qua bên đây, mà nếu ông chui và chui tôi cần cái gì thì tôi trả lời cái đó. Không, bây giờ mình nói hỏi tại sao cháu ngoại người ta mà ông bồng đi xin như vậy và giữa trưa nắng, thì theo bên đó nói như vậy rồi ông trả lời sao? Nói như vậy sao cháu ngoại sao từ hồi lúc mà về bên đây đến bây giờ sao không bị một năm không gỡ cho cháu được một hộp sữa, một sữa hoàn toàn là tôi đi xin sữa người ta cho cháu tôi uống không? Nói thiệt, chú hỏi hết trơn cái xã này, cái huyện này luôn. Dạ, dạ, dạ. Đó là một cái xã đó là để cả cái huyện luôn. Tôi xin ở xã và tôi vô trong huyện tôi xin luôn. Xin xin ở xin nhiều lắm cho đủ ba năm. Rồi bữa nay là xin vòng vòng, rồi bữa nay chú xin ngay đầu cầu ha. Dạ. Chàng ơi, chú xin như vậy á là ở ngoài người ta nhìn vô người ta nói mình bồng cháu đi kêu bằng mà bồng trẻ em nè đi xin tiền, người ta nói tội nghiệp chú rồi sao? Tôi á thì xin đó là đủ mua sữa cho cháu là nghĩ ha, ngoài ra là không có ngồi vào. Dạ. Chú mua sữa mua thuốc uống rồi là đi về. Chú sẵn ở đây nè. Chú có cái lời nào gửi đến con dâu của chú, những lời chú nói là thiệt lòng không? Đặng cho mọi người được biết là những cái lời chú nói là chính xác. Những hồi sớm bây giờ lời chú nói là mấy anh em con là đăng lên là bên xuôi của ông á là sẽ xem được hết nha. Rồi, chú đồng ý. Dạ. À, tôi có gần một cái lời. Dạ, ông nói đi. Gửi cho anh chú, chị tôi và con dâu của ông luôn. Dạ, kể cả con dâu luôn. Sao ông gửi? Dạ, trong này là có bà nội và bố. Dạ. Hồi lúc ban đầu con dâu tôi ra đi á, thì anh tôi dì tôi nói nó ra đi và anh tôi dì tôi không biết cái gì hết.
mà trong vòng một tuần lễ đến 8 ngày thì nó dắt người tình mới nó về nhà tại gia đình, mà anh Phương chị Phương nói là không biết gì hết. Như vậy là anh Phương chị Phương nghĩ sao? Đó là cái điểm thứ nhất. Qua cái điểm thứ hai là bà nội vợ của ông Huy điện cho ông Huy hay: Huy ơi, con gian vợ mày nó dắt tình mới về nhà rồi, mẹ mày á với cha mày là cái đồ không biết điều. Bữa nay con nói thẳng với chú luôn. Là nói chú vậy đó hả? Không, là nói thằng con của bà. Dạ nói vậy. Bởi vì bà nội mà, bà nói ông và vợ, bà vợ mày, bà nội nói ông vợ, bà vợ mày không biết điều, nói là không biết gì hết, mà giờ này có thằng rể mới đem về nhà. Dạ. Yeah. Rồi như vậy đó là anh xui chị xui nghĩ gì sao? Để nói chuyện với tôi. Dạ. Dạ, thì con cảm ơn chú đã chia sẻ một cái đoạn video. Những hồi sớm bây giờ nói về một cái con dâu là hoàn toàn sự thật nha 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 ông. Đây là tôi nói bằng chứng cụ thể rõ ràng, một lời nói là một chậu máu. Thì con xin phép ông là con sẽ đăng một cái video này lên nha ông. Còn mà nếu như mà ông nói không đúng sự thật á thì bên con dâu của ông á sẽ điện cho ông ha. Dạ, thì nó có quyền khiếu nại. Dạ nó rồi. Có quyền à, chú để ơi, chú, dạ. Hồi sớm bây giờ mấy anh em con quay một cái đoạn video đó là mấy anh em con sẽ đăng lên. Sau này mà chú kêu mấy anh em con gỡ video xuống là con không gỡ nha. Không, dứt khoát. Dạ. Tôi nói với chú quay cho tôi, ông cháu tôi đây là bằng chứng cụ thể. Dạ, chứ rồi. Chứ không phải đặt câu chuyện mà để kêu mấy chú quay rồi sau này tôi kêu mấy chú gỡ. Không bao giờ tôi làm cái gì đó. Dạ. Như vậy là tôi là một cái người gian cá, người rất là khẩu nghiệp không. Dạ, rồi chú ơi. Rồi thứ hai, con chứ Ngôn cũng có giữ một cái phần tiền cá nhân của hai anh em. Tiền cá nhân của hai anh em chích ra gửi cho chú ha, để chú mua sữa nè và coi mua cái đồ ăn gì ngon á cho cháu nha. Con cũng cảm ơn chú đã chia sẻ một cái đoạn video ha. Dạ. Cho dạ. Dạ. Cảm ơn mấy chú. Dạ.